Ngay sau khi World Cup 2022 khép lại vào cuối năm ngoái, trên băng ghế chỉ đạo của một vài đội tuyển hàng đầu như Tây Ban Nha hay Bỉ đã có những sự thay đổi lớn. Những xáo trộn hứa hẹn sẽ giúp cho các ông lớn này thể hiện những bộ mặt mới lạ và tích cực hơn so với những gì mà họ đã làm được trong quá khứ. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng các cộng Sport điểm qua tình hình của những đội tuyển kể trên để xem họ đã có những thay đổi như thế nào. Khi Luis Enrique cho biết ông sẽ rời vị trí dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup, một số ứng cử viên đã được xuất hiện để thay thế. Nhiều trong số những ứng cử viên đó khả thi, nhưng không có tên nào thực sự thuyết phục. Hầu hết trong số họ đã làm việc tại các câu lạc bộ, chẳng hạn như Ernesto Valverde và Unai Emery. Những người khác như Marcelino sẽ yêu cầu một sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách chơi bóng và Tây Ban Nha chưa sẵn sàng để đáp ứng được cách tiếp cận đó. Sau một khoảng thời gian cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFIF đã quyết định lựa chọn Luis de la Fuente, huấn luyện viên các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha trong 10 năm qua, trở thành người kế nhiệm của Luis Enrique. Trong sự nghiệp cầu thủ, Fuente trở vị trí hậu vệ trái và từng khoác áo các câu lạc bộ như Athletic Bilbao, Sevilla và Alaves. Ông ra sân tổng cộng 254 trận tại La Liga và ghi 6 bàn thắng. Fuente chưa từng khoác áo tuyển Tây Ban Nha mà chỉ chơi cho các đội trẻ của nước này. Ông treo giày ở tuổi 33 sau một mùa giải chơi ở hạng 3 cùng với Alaves và đã sớm bắt đầu nghiệp huấn luyện viên vào năm 1999. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng, ông Fuente đã có 10 năm làm việc với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Năm 2013, ông dẫn dắt đội U19, sau đó ông tiếp tục làm nhiệm vụ ở đội U21 và U23 Tây Ban Nha. Thành tích đáng chú ý nhất của huấn luyện viên Fuente là giành chức vô địch U21 châu năm 2019 và huy chương bạc Olympic Tokyo năm 2020. Hợp đồng của Fuente được cho là chỉ dài 2 năm, kết thúc vào cuối năm 2024. Ngay sau khi lên nắm quyền, Luis de la Fuente đã có những thay đổi đầu tiên và trước hết nằm ở danh sách triệu tập. Kepa, Pedro, Nacho Fernandez, Inigo Martinez, David Garcia, Dani Ceballos, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Brian Gil, Mikel Oyarzabal, Jose Lu, Iago Aspas và Borja Iglesias đều đã được triệu tập sau khi không tham dự World Cup. Còn Eric Garcia, Hugo Guillamon, Paul Torres, Jordi Alba, Carlos Soler, Marcos Llorente, Koke, Ferran Torres, Marco Asensio, Pablo Sarabia và Ansu Fati đều đã bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha. Đội hình của De La Fuente có Rory, Fabian, Merino và Ceballos đều 26 tuổi là những tiền vệ già nhất đội. Không có nhiều kinh nghiệm ở khu vực giữa sân nhưng các tiền vệ của Tây Ban Nha lại giàu năng lượng hơn. Đây có thể là một dấu hiệu cho cách tiếp cận trực tiếp hơn và thể chất hơn dưới thời của Luis De La Fuente. Nếu Tây Ban Nha có nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ thì họ lại gặp vấn đề ngược lại ở hàng công. Ở khu vực này, người ta cảm nhận rõ nhất sự thiếu vắng của một ngôi sao thuần túy tại World Cup 2022. Luis Enrique chọn những cầu thủ phù hợp với hệ thống hơn là những cầu thủ có phong độ tốt hơn. Luis de la Fuente muốn dùng các cầu thủ đang có phong độ cao. Jose Lu, Iago Aspas và Borja Iglesias đều đã ghi 12 bàn mùa này ở La Liga và là những cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất giải đấu đã được chọn. De la Fuente không muốn nhốt mình vào một loại cầu thủ và ông biết rằng cần những bàn thắng nếu muốn thành công. Có vẻ như là những toan tính của tân huấn luyện viên Tây Ban Nha đã phát huy được hiệu quả. Ở trận đấu đầu tiên dẫn dắt xứ sở đấu bò, Luis de la Fuente và các học trò đã có chiến thắng 3-0 trước Na Uy. Dù đội bóng Bắc Âu bị suy giảm sức mạnh đáng kể khi thiếu vắng Erling Haaland, nhưng phải thừa nhận rằng Tây Ban Nha đã chơi rất tốt. La Roja tấn công áp đảo, trực diện và tốc độ hơn so với trước để dễ dàng giành trọn vẹn 3 điểm. Đáng chú ý là trong ngày ra mắt đội tuyển quốc gia tuổi 32, tiền đạo Jose Lu đã có 2 bàn thắng trong quãng thời gian cuối trận. Những sự thay đổi nhân sự và cách chơi của Tây Ban Nha dưới thời của Luis de la Fuente đã mang đến những kết quả tốt đẹp và có lẽ là người hâm mộ đội bóng xứ sở đấu bò có thể kỳ vọng thành công sẽ đến với đội tuyển trong quãng thời gian tới. Bên cạnh Tây Ban Nha, tuyển Bỉ cũng có những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo sau World Cup 2022. Huấn luyện viên Roberto Martinez chia tay Quỷ Đỏ sau giải đấu thất vọng trên đất Qatar sau 6 năm dẫn dắt. Thành tích tốt nhất của huấn luyện viên người Tây Ban Nha đạt được cùng tuyển Bỉ là về đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup 2018. Nhưng trên đất Qatar, tuyển Bỉ thậm chí còn không thể vượt qua được vòng bảng và thế vàng khép lại hành trình của họ mà không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Bỉ cần huấn luyện viên mới để ổn định lại tinh thần và chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Euro 2024. Đến đầu tháng 2 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Bỉ đã chính thức thông báo bổ nhiệm Domenico Tedesco trở thành người kế nhiệm Martinez làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước này. Hợp đồng giữa Tedesco và Bỉ trước mắt có thời hạn đến hết chiến dịch Euro 2024. Huấn luyện viên Domenico Tedesco 37 tuổi, sinh ra ở Italia nhưng lại lớn lên ở Đức. Ông từng dẫn dắt một số câu lạc bộ danh tiếng như Schalke 04, Sparta Moscow và RB Leipzig. Lần cuối cùng nhà cầm quân này đảm đương công việc huấn luyện là từ tháng 9 năm 2022, thời điểm mà ông bị RB Leipzig sa thải sau thất bại 1-4 trước Shakhtar Donetsk ở vòng bảng Champions League. Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Tedesco là giúp cho đội tuyển Bỉ lọt vào vòng chung kết Euro 2024.
ông Domenico Tedesco chưa thực hiện quá nhiều thay đổi trong danh sách triệu tập tiền bì lần này, niềm hy vọng của Quỷ Đỏ vẫn dựa vào những ngôi sao hiện tại như Kevin De Bruyne, Trossard hay là Lukaku. Có chăng ông thầy 37 tuổi đã sử dụng sơ đồ 4 trung vệ thay vì 3 trung vệ như người tiền nhiệm, và kết quả là trận đấu ra mắt của Tedesco cũng mỹ mãn, không kém phần long trọng khi bị đã đánh bại Thụy Điển với tỷ số là 3-0. Đáng chú ý là người phải nhận rất nhiều chỉ trích tại World Cup 2022 vừa qua, Romelu Lukaku là tác giả của cả 3 bàn thắng. Đánh bại Thụy Điển, Tuyên Bỉ đã có trận đấu mở màn như ý dưới thời của tân huấn luyện viên Domenico Tedesco. Bỉ tạm xếp nhì bảng F rồi trận đấu cùng giờ, Áo đã thắng Azerbaijan với tỷ số là 4-1. Với việc khởi đầu ấn tượng như thế này thì Tuyên Bỉ dưới thời của Tedesco được kỳ vọng sẽ làm được những điều ấn tượng hơn so với dưới bàn tay của người tiền nhiệm Roberto Martinez. Cũng thất bại tại World Cup 2022 như Bỉ hay Tây Ban Nha, nhưng tuyển Đức không thay đổi huấn luyện viên. Huấn luyện viên Hansi Flick vẫn được tin tưởng và nhận nhiệm vụ vô địch Euro 2024, giải đấu tổ chức trên sân nhà. Dù vậy thì áp lực dành cho Flick không hề nhỏ trong suốt những tháng qua. Chiến lược gia 58 tuổi đã tiết lộ là phải đổi số điện thoại để tránh nhận được những cuộc gọi và tin nhắn tiêu cực. Bên cạnh đó thì ông cũng đã có những thay đổi nhân sự trong lần chơi tập đội hình đội tuyển mới đây. Danh sách chơi tập lần này của Đức vắng 11 trong số 26 cầu thủ từng dự World Cup 2022 và có 5 cầu thủ chưa bao giờ chơi cho tuyển Đức. Flick giải thích rằng việc có nhiều cầu thủ mới là để tìm giải pháp thay thế và mở rộng đội tuyển. Ở trận giao hữu với Peru mới đây, đội tuyển Đức đã dễ dàng giành được chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Funkrug. Tổng cộng là Funkrug đã có được 5 bàn thắng chỉ sau 5 lần ra sân cho cỗ xe tăng. Có thể nói tuyển Đức nhìn chung vẫn khá mạnh, nhưng điều quan trọng là Hansi Flick cần giúp các học trò của mình thể hiện được chất lượng tốt hơn trong những giải đấu lớn. Khá may mắn là Đức sẽ không phải đá vòng loại Euro 2024 khi họ là chủ nhà. Đức cũng được xếp vào nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm chia bảng Euro tới đây. Những điều này có thể mang đến cho Đức những ưu thế nhất định trên con đường hướng đến chức cúp danh giá. Và tất cả những ai yêu mến tuyển Đức đều kỳ vọng huấn luyện viên Hansi Flick sẽ có những thay đổi để có thể đưa những cỗ xe tăng tìm lại vinh quang xưa. Và có thể thấy là cả Tây Ban Nha, Bỉ hay Đức đều ít nhiều có những sự thay đổi so với quá khứ và hứa hẹn sẽ đem đến những làn gió mới trong tương lai.